Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giải đáp cho các bạn các cái thắc mắc liên quan đến phần mềm delete Evo. Tiếp tục một câu hỏi của bạn Trịnh Hoàng Giang liên quan đến phần là tạo mặt phẳng đứng và mặt phẳng tính toán đứng để ứng dụng vào tính toán độ rọi trên mặt bảng lớp học. Ở đây mình có dựng một cái phòng học điển hình cho các bạn thấy này và một cái bảng học. Thì để ứng dụng cái phần tính toán độ rọi trên bảng học này nó như thế nào á nhân tiện ở video này mình sẽ hướng dẫn luôn lại cho các bạn các cái bước cơ bản để các bạn tạo được một cái phòng học một lớp học như này từ các bước ban đầu là các bạn import bọt vào đến các cái bước dựng hình đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái file kết như thế này một cái file kết về phòng học điển hình nếu các bạn nào mà cần cái file kết này mình sẽ để cái link bên dưới mô tả các bạn tải cái file kết này về và các bạn làm theo nếu các bạn chưa nắm rõ được các cái bước dựng hình cơ bản sau khi chuẩn bị file kết này á các bạn tiến hành là mở delete evo lên ở đây mà cái dự án bảo này mình sẽ tắt xuống này lát nữa mình sẽ dựng y chang cái dự án này cho các bạn sau đó các bạn tiến hành là mở delete evo lên mình đang dùng là phiên bản 11 nha các bạn tương tự cho các phiên bản trước thì cái các cái thao tác nó sẽ giống y chang nhau thôi các bạn chọn vào cho mình là outdoor and building plan này sau đó các bạn tiến hành là import cái file cache vào chọn vào trong mũi tên này load plan sau đó các bạn chỉ đến cái file này Các cái bước mà import file ấy, mình đã có video hướng dẫn chi tiết rồi Nếu các bạn nào mà chưa rõ thì các bạn xem lại cái video đó Ở video này mình sẽ thực hiện nhanh phần import vào thôi Các bạn tiến hành open Các bạn nhấn nét Nhớ là đổi đơn vị cho file về mm nha các bạn các bạn chọn cho mình là mm sau đó các bạn tiến hành check lại cái chiều dài thử xem nó là đúng chưa này Chọn vào đây chắc vào một cái đơn vị Ví dụ như đây là 300 nè Ra 300 nè các bạn Sau đó các bạn nhấn Finish Như thế là các bạn đã chèn được cái phần file cat vào phần mềm delete Bây giờ các bạn tiến hành dựng hình Các bạn vào cho mình là tab construction này Các bạn chọn biểu tượng là building này, size này Sau đó các bạn chọn raw new building bạn tiến hành là vẽ cái đường bao của dự án theo cái file kết mà các bạn đã lót vào nhấn chuột phải clone tiếp tục các bạn sẽ vẽ cho mình cái phòng học bằng cách chọn lệnh draw new indoor và các bạn tiến hành vẽ cho mình cái phòng học cái bản delete 10 này nó khá nặng nha các bạn Máy tính là các bạn yếu yếu thì các bạn có thể cài phiên bản thấp hơn thôi. Còn 9.2 là chạy được rồi. Bản này có nhiều ứng dụng nhưng mà cũng khá là nặng. Bước cuối cùng là các bạn nhấn close thôi. À nè. Nó sẽ tạo cho bạn một cái phòng. Các bạn qua 3D các bạn xem thành quả của mình nè. Đó các bạn đã dựng được một cái phòng như thế này. Bây giờ các bạn tiến hành là chỉnh cao độ của cái phòng này Ở cao độ phải kết lúc nãy là cao độ tầng là 4 mét rưỡi nha các bạn Chỉnh vào bốn mét rưỡi Rồi các bạn trở lại mặt bằng Các bạn tiến hành là dựng các cái nội thất bên trong Đầu tiên là các bạn dựng trần cho mình Phần trần ở cao độ trần các bạn thấy không Nó sẽ khoảng là 36 m và là 3m4 Bây giờ các bạn tiến hành là dựng trần cho mình bằng cách là qua cái phần mặt bằng này sau đó tiến hành vào cho mình phần ceiling đây tiến hành chọn raw new ceiling ở đây là trần giật cấp nha các bạn bạn thấy trần giật cấp không đây, dựt cấp như này và tiến hành là vẽ cái phần cấp cao ở trong này trước cứ cái bước cuối cùng là các bạn nhấn chuột phải các bạn close thôi cái phần closet này các bạn bỏ đi nếu các bạn tạo thì nó sẽ cái trần này giật cấp là giật cấp âm chứ nó không phải dương nha các bạn Còn mà bỏ này đi các bạn dựng lại cao độ này là 36 bề dây trần là 0.03 là đúng rồi theo chuẩn rồi các bạn qua 3D các bạn coi kết quả này đó bây giờ các bạn sẽ tiến hành dựng cái phần giật cấp trên cao này hơn trở lại 2D tiếp tục các bạn draw new, các bạn vẽ cho mình một cái đoạn như này, tiến hành close nè, bước cuối cùng là bạn close là nó sẽ được thôi. tương tự như lúc nãy các bạn bỏ cho mình cái này, các bạn nhập ở này là cao độ nó là 3 mét bốn. Và các bạn tiến hành vẽ cái phần còn lại bằng một nét. Chọn này. Bản 11 này mình đã trải nghiệm mình thấy khá là nặng. Mấy mình là RAM 32GB mà chạy còn lát như thế này thì mấy yếu yếu khó chạy lắm nha các bạn. Nếu các bạn nào có các cái, xài các ứng dụng cơ bản thì xài khoảng bản chính được rồi. Sau đó các bạn tiếp vào đây, bỏ chọn đi. Đây mình sẽ lưu lại cái dự án để xíu nó mất. Trong trường hợp cái trần các bạn vẽ này nó bị thiếu nét này, nó bị lỗi nè. Các bạn chỉ cần nhấn chuột phải này các bạn edit nha. Không cần xóa nha, nhấn chuột phải edit và chọn lại thôi đó các bạn đã được giờ các bạn qua 3D các bạn xem thành quả cái phần này các bạn chưa chỉnh cao độ này các bạn chỉnh cho mình xuống là 34 bây giờ các bạn sẽ vào cái room đó, các bạn xem cái kết quả của mình này. là các bạn thấy không bây giờ cái trần này nó vẫn còn hở cái đoạn này các bạn sẽ dựng như thế nào các bạn tiến hành dùng đối tượng của bé các bạn dựng nhanh nhanh Dựng cái trần này lâu lắm các bạn trở lại mặt bằng như mình Chọn vào Store đó, Sau đó các bạn tiến hành cho mình chọn vào đối tượng Cube này Chọn vào đây Object nè Sau đó tiến hành chọn Cube này Chọn Cube Kéo ra thả ở đây Và nhấn chuột phải Chọn cho mình là Scale Sau đó các bạn hành, tiến hành nhập Scale nè đó các bạn nhập cho cái bề dày này nó là 0.03 bằng cái trần đó. và các bạn tiến hành là mua nó vào cứ nhấn chuột phải là đổi lệnh nha các bạn nhấn chuột phải chọn vào là đổi lệnh mu vào đúng cái cái này này nhấn chuột phải chọn scale sau đó kéo ra đúng cái kích thước này thôi nếu các bạn không kéo thì các bạn đem kích thước ở trong két á xong các bạn nhập kích thước vào thông thường các bạn kéo theo cái này cho nhanh Và các bạn chỉnh cho mình cái cao độ này Lúc nãy là trần trên là 3m6 Trần dưới là 3m4 Cái này các bạn chỉnh cho mình cái cao độ nó là 0.3 Và cái uh, cao độ mà so với cái phía trên nó là cái này các bạn là chọn là 34. Rồi các bạn qua các bạn xem kết quả này. Các bạn cứ chỉnh từ từ thôi. Đó các bạn thấy không? Nó được cái đối tượng như này tương tự các bạn copy hết qua tất cả các cái phần kia này qua đây copy qua thao tác dựng hình thì nó rất là cơ bản nha các bạn mình sẽ dựng nhanh các đối tượng này các cái video trước mình hướng dẫn rất là chi tiết rồi chẳng qua là ở đây mình hướng dẫn thêm cho các bạn nắm lại thôi copy ctrl c ctrl v nhấn chuột phải này chọn rotate này quay này kéo chuột quay hạt nhập gấp quay nha các bạn chọn chuột phải mu tiến hành scale chọn chuột phải scale zoom càng lớn lên là càng dễ dựng hình nha các bạn đó vô đây tương tự các bạn ctrl c ctrl v rồi các bạn trở lại 3d các bạn xem kết quả của bạn nè Đây các bạn đã dựng được cái trần xong cái trần của cái phòng này Đó các bạn thấy không Kiên nhẫn dựng xíu là xong thôi Các đối tượng dựng hình rất là đơn giản Tiếp tục các bạn trở lại mặt bằng Chọn vào store cho mình Các bạn tiến hành là insert các đối tượng nội thất Bằng cách là chọn vào đối tượng Sau đó chọn cho mình là select Đây các đối tượng nội thất lúc nãy là mình đã có chọn sẵn nè Nếu các bạn chưa có thì các bạn tiến hành chọn ở đây nè Nó sẽ hiển thị cho mình một cái hộp thoại như này và các bạn tiến hành vào này các bạn lựa chọn ở đây mình chọn sẵn rồi, mình sẽ chọn nhanh nha các bạn. Còn chi tiết chọn như thế nào á, các bạn xem video trước cho mình nha. Đây mình sẽ chọn cho mình là cái bàn và cái ghế. bàn nắm kéo ra này, nắm và kéo ra. Sau đó tiến hành nhấn chuột phải. Chọn scale và scale theo đúng cái kích thước. Của cái file kiến trúc nha các bạn. Đây chọn scale đúng theo kích thước file kiến trúc này. Làm một cụm rồi copy ra thôi. Giống y chang nhau mà. Vô đây chọn tiếp tục cái ghế. nhấn chuột phải này chọn rotate này nhấn chuột phải này chọn là scale này nó bắt lại này tiếp tục chọn scale nha các bạn nó các bước cơ bản mình sẽ hướng dẫn chi tiết hết rồi đó. rồi được hai đối tượng giống nhau này chọn vào là nhấn giữ control nè nhấn giữ shift chứ control là nó trừ nó nhấn giữ shift là cộng Ctrl C, Ctrl V Sau đó copy vào đây Sau đó tiến hành là copy hết ra các đối tượng thôi Ctrl C, Ctrl V thôi Rồi copy hết luôn một đống đối tượng này luôn Quét chọn này, Cứ Ctrl C và Ctrl V thôi Dựng hình delete bây giờ cực kỳ nhanh luôn Rồi tương tự như bàn giáo viên Chọn vào đây xong nhấn chuột phải này Chọn quay này Nhấn chuột phải này Chọn mu nè Đó như thế là mình đã dựng được cái phòng rồi nè Rồi các bạn thấy không các đối tượng nội thất trong phòng bây giờ mình tiến hành dựng cái bản học bản học để dựng cái bản học á các bạn coi cho mình là cái mặt cắt lúc nãy cái bản cao độ bao nhiêu và kích thước bao nhiêu đây cao độ lớp đặt nó khoảng 800 nè bản cao với chiều cao là mét rưỡi và rộng khoảng là 36 các bạn tiến hành là vài mặt bằng Sau đó các bạn tiến hành là chọn đối tượng cube nha. Vào đây chọn này. Object này, chọn này, chọn cube này. Nắm kéo ra này. Tiến hành scale như lúc nãy. Scale đúng bằng cái facet thôi. Bây giờ mình nhập kích thước này. Đây là cao là một mét rưỡi position ở này là 0.8 Rồi các bạn qua 3D các bạn xem Đó như thế là các bạn đã dựng được cái bản học này Tiếp tục các bạn sẽ dựng cho mình cái phần là cửa Cửa số và cửa đi Các bạn tiến hành chọn vào cửa này Select Và các bạn load các cái cửa thường gặp Ở đây mình dựng đại một cái cửa thôi Chọn vào đây, cửa số nắm ở đây kéo ra bit vô đây thay đổi kích thước thì nhấn chuột phải chọn scale tương tự bên này chọn vào đây bit ra đây nhấn giữ chuột nha các bạn chọn vào đây scale các bạn lựa cho mình hai cửa đi chọn vào đây chọn vào cửa đi nè nếu bên đây kéo ở đây biết cái đây. Tiến hành nhấn scale. Này cái đố cửa nó bị ngược nè. Xin nào các bạn quay lại. Chọn scale nè. Kéo ở đây. Nhấn chuột phải nè, chọn rotate nè. Đó, các cái đối tượng này mình sẽ đọc hết tất cả các lệnh các bạn thao tác theo rồi. Sau này các bạn làm như dễ thôi cửa bên này bằng cửa bên này nhấn cần trên c cần trên v kéo okay, qua thôi rồi giờ các bạn xem vào kết quả 3 d của bạn này đó các bạn đã dựng được một cái phòng học với đầy đủ các nội thất bây giờ các bạn sẽ tiến hành là chèn cái màu màu cho các đối tượng này trở lại 2 d cho mình vào cho mình cái phần color này tiến hành chọn màu nè chọn vào catalog nè vật liệu và màu nè đó các cái bước này là mình hướng dẫn chi tiết ở các cái video trước rồi mình sẽ thao tác nhanh cho nha các bạn nha hãy vào dụ giả sử như chọn vật liệu mở vào double clip vào nó nó sẽ mở lên cho mình được hợp thoại như này và tiến hành cho mình chọn cái vật liệu ví dụ như là gỗ gỗ cho cái bàn ví dụ chọn cái văn gỗ này đi tiến hành trở lại qua 3D này để các bạn quét cho nhanh thôi chứ không có gì hết 2 d cũng được mà 2 d khó quét 3 d chọn đây nắm giữ cái này bít vào cái đối tượng bạn muốn muốn tô màu thôi đó cứ vậy thôi mình bít hai cái bàn thôi nha các bạn ghế cũng vậy thôi tương tự cho các đối tượng khác các bạn bít vào hết cho mình nào. rồi đó là phần tô màu trần tường sàn gì đó các bạn muốn tô cái gì thì các bạn bít ra các bạn chọn các bạn tô thôi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chính đó là dựng đèn và tính toán các đối tượng độ rọi giữa mặt bằng và mặt đứng để dựng đèn các bạn vào cho mình Tab like vào cho mình là phần 2D sau đó các bạn tiến hành là chọn cho mình cái phần thư viện bấm vào select này nếu thư viện đi lớp của bạn đó, nó có thư viện khác thì các bạn chọn ở đây mình đã cài Philips này đối với phiên bản 11 á, các phiên bản trước thì mình double click vào cái này là nó mở lên nhưng đối với phiên bản 11 á, các bạn nhấn chuột phải vào nó này chọn cho mình là start offline nhớ nha double click nó không chạy đâu nhấn chuột phải chọn start và các bạn sẽ tiến hành lựa chọn đèn tương tự như thôi chọn vào đây phòng học này thì chắc chọn đèn panel thôi đây panel đây panel chọn đại cái đèn panel thôi Rồi, chọn ở đây nhấn nút S S xong các bạn tắt đi giờ các bạn tiến hành bố trí đèn phòng này hình như nhặt vẽ này vẽ bị lỗi các bạn nhấn S kép nè chọn ở đây này kéo ra tới đây này vẽ tới đây luôn sau đó các bạn tiến hành là chỉnh số lượng đèn bề này các bạn chỉnh cho mình là ba đèn bề này các bạn chỉnh cho mình bốn đèn Đây các bạn chỉnh x uh, là 3 y3 luôn đi. Cho đều cái phòng. Rồi các bạn sẽ tiến hành là kiểm tra cái cao độ lắp đặt của cái đèn đó nó thỏ chưa này. Chọn xuống này, chọn cho mình là mountain này. Đây mountain này. Cao độ lắp đặt của nó đang là 2,4 m thì nó không thỏ nha các bạn. Cao độ lắp đặt của bạn không phải là 3 3,6. Ở đây các bạn lắp thấp xíu 3 3,355. 3,55 nha. 3.55m Rồi các bạn tiến hành nhấn nút tính toán thôi Rồi các bạn thấy cái độ rọi nè Thấy cái kết quả không Bạn kiểm tra lại hình như cao độ bị sai rồi nè, hình như cao độ trên trận bị sai nè các bạn thấy không Đó nên là độ rọi ra bằng không nè Khi các bạn thao tác sai Các bạn kiểm tra lại nó rất là dễ dàng nè Giờ bạn kiểm tra cái cao độ của cái tòa nhà của bạn đã đúng chưa? Vào đây. 4 mét rưỡi này đúng rồi nè. Giờ kiểm tra cái phần cao độ đen qua mặt cắt kiểm tra cho nhanh này, chọn vào đây. Cao độ đen này đó, bạn thấy Cao độ đen các bạn chỉnh nó chưa đúng nè. Đáng lý phải phải dưới này nè, mà nó lắp trên này trên trần nữa là tối thui à. Vào lại chỉnh cao độ đen. quét chọn hết tất cả các đối tượng đèn kéo xuống và tiến hành là chỉnh lại cao độ lắp đặt ở đây là 3m55 và tiến hành tính toán lại đó các bạn đã được cái độ rọi là 487 độ trung bình này. Bây giờ các bạn sẽ vào cái phần chính là các bạn tính toán cái độ rọi trên mặt bản Vào cho mình là tab là Calculation Object Các bạn tiến hành chọn cho mình là Select đối tượng này Sổ xuống cách tính này Chọn cho mình là phần tính là Vertical Illuminate Đó, chỗ này nha Là nó sẽ tính độ rọi theo mặt đứng Giờ bạn tiến hành là dựng cái độ rọi theo mặt đứng bằng cách là chọn này Qua 3D kéo lại cái phần cái bảng đó Rồi nè sau đó tiến hành là dựng cái phần tính toán cái mặt đứng chọn ở đây nè chọn vẽ đối tượng này vẽ đại lên đây nha đó vẽ ở đây giờ tiến hành là mới chỉnh kích thước các thứ cho nó đúng nè qua cái mặt phẳng 2D đó mà mặt cắt nè kiểm tra nó sẽ đúng chưa đó bạn thấy không đúng rồi này đúng kích thước nếu mà chưa đúng thì các bạn vẽ lại còn nếu đúng rồi á là nó các bạn chỉnh sửa ở đây thôi nếu mà các bạn xem chưa đúng ấy, thì các bạn chỉnh sửa cái vị trí position này qua lại này còn ở đây đúng rồi này các bạn thông nó bắt đúng cho mình những cái thước delete này nó bắt cái điểm rất là tốt nha đó à là các bạn đã được cái mặt phẳng tính toán như này ở mặt phẳng tính toán này giờ các bạn tiến hành là bấm nút tính toán lại nó sẽ hiển thị cho bạn kết quả cái độ rọi trên mặt phẳng Đây các bạn thấy được không, độ rọi đang tính trên mặt bảng là khoảng là 300 lít 300 lít là, là thấp hơn so với tiêu chuẩn yêu cầu, đó. tiêu chuẩn yêu cầu khoảng 500 lít Thì thông thường các cái phòng học này nó sẽ lắp thêm cái đèn bảng học các bạn Ở đây mình chưa lắp thêm đèn bảng học nên chưa đạt Tương tự các bạn có thể lắp thêm đèn bảng học để các bạn tính toán cho đạt Chung quy lại để tính toán độ rọi trên mặt đứng các bạn tiến hành vào cho mình ở phần tính toán đối tượng này đó, Sau đó các bạn chọn cho mình các cái kiểu tính toán này và chọn cho mình cái phần vertical illuminate nhớ nha các bạn chọn cái phần này phần vertical này thì các bạn sẽ tính toán được cái phần độ rọi trên mặt đứng các bạn chỉ cần là vẽ đúng cái đối tượng đó nó sẽ tính toán cho các bạn các độ rọi và hiển thị đây như thế là video này mình đã giải đáp được cho các bạn Cái phần là tính toán độ rọi trên mặt đứng cũng như là hướng dẫn được cho các bạn các cái bước cơ bản để các bạn tính toán chiếu sáng cho một cái phòng học điển hình nếu các bạn nào mà có những cái thắc mắc nào liên quan đến phần mềm Dealer nữa thì các bạn comment bên dưới video mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn các cái phần thắc mắc đó. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.